thưa tôn giả xá lợi tử đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với mười lực phật còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Thưa tôn giả xá lợi tử đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với pháp không quên mất còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được. Huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Đối với tánh luôn luôn xả, cũng còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được thưa tôn giả xá lợi tử đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với trí nhất thiết còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được thưa tôn giả xá lợi tử đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp môn đà la ni còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được Đối với tất cả pháp môn tam ma địa, cũng còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Thưa tôn giả xá lợi tử, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả hạnh Đại Bồ Tát còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Thưa Tôn giả xá lợi tử, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với trí nhất thiết trí còn chẳng thấy tánh không chắc thật có thể nắm bắt được, huống là thấy có tánh chắc thật có thể nắm bắt được. Bây giờ có vô lượng thiên tử cõi dục, cõi sắc đều nghĩ thế này. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có khả năng phát tâm cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột như nghĩa hạnh mà bát nhã ba la mật đa sâu xa đã nói, chẳng chứng pháp tánh thật tế bình đẳng thì chẳng rơi vào bậc thanh văn và độc giác. Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này rất là ít có, có khả năng làm việc khó làm phải nên kính lễ cụ thọ thiện hiện biết tâm niệm của các thiên tử bèn bảo họ đại bồ tát ấy chẳng chứng pháp tánh thật tế bình đẳng chẳng rơi vào bậc thanh văn và độc giác chưa phải là hy hữu chẳng phải là khó nếu đại bồ tát biết tất cả pháp và các hữu tình đều chẳng thể nắm bắt được mà phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột mang áo giáp công đức vì độ vô lượng vô số vô biên trăm ngàn hữu tình làm cho chứng đắc niết bàn tuyệt đối rốt giáo thì đại bồ tát ấy mới rất hiếm có có khả năng làm việc khó làm